càng quét số phụ kiện trang sức quà tặng và thế giới gấu bông cực hot tại Bình Dương. Ai mà mê gấu bông, bước vô đây là bị u mê quên nó về luôn á. Có rất là nhiều em bé gấu bông đáng yêu và đẹp độc lạ, như Labubu, Capybara, có đầy đủ màu luôn. Đặc biệt là sắp tới 20 tháng 10, ai mà chưa biết tặng món quà gì thì có thể ghé đây, mình ghi ngay set hoa gấu hoặc là set gấu Capybara này về tặng cho người yêu, bạn bè hay là người thân là hợp lý luôn. Giá chỉ từ 150k đến 300k một set. Tôi thấy set hoa gấu nào nhìn cũng đẹp, nhìn là tôi chỉ muốn mua hết mang về nhà thôi. Ngoài ra là khi mọi người mua hóa đơn từ 300k là sẽ được tặng đồng hồ hoặc là gấu bông luôn á. Bình thường giá bán mấy em gấu bông này là 95k, còn đồng hồ tặng cũng là mấy mẫu đẹp đẹp không hả? Giá thì cũng hơn 100. Mấy mẫu móc khóa này nhìn đẹp không nè mọi người, có là bu bu, thỏ, vịt ngố. Giá 59k mẫu móc khóa mà nhìn xịn ghê. Ai mà muốn tìm mấy món đồ đẹp độc lạ thì cứ ghé đây là có hết, toàn là mấy mẫu đang hot trên mạng không à. Góc này là ly sứ để uống nước, uống trà tùy sở thích. Nhìn cái ly xinh xỉu luôn á, có nhiều màu nhiều kiểu cho mình lựa chọn. Còn bên đây sẽ là bình giữ nhiệt Labubu. Cái bình màu xanh lá này ở ngoài nó đẹp hơn trong video luôn á mọi người. Tiệm của Hana thì có tất tần tật các loại phụ kiện, trang sức, nước hoa, túi sách, gấu bông quà tặng. Giá bán thì cũng bình dân lắm, mà còn có nhiều ưu đãi như mua túi sách thì giảm giá 50%, mua hóa đơn trên 100k thì mình sẽ được tặng túi sách nhỏ như này. Mỗi khi mà tôi cần tìm món quà hay món phụ kiện nào thì tôi cứ ghé đây chọn là có đủ hết, mà không cần phải đi quá nhiều nơi. Chỗ này thì có hỗ trợ gói quà miễn phí cho mình luôn, nên cũng rất tiện. Tiệm của Hana sẽ có 2 chi nhánh. Chi nhánh 1 ở đường 22 tháng 12 Thuận An, còn chi nhánh 2 ở đường Thích Quảng Đức Thủ Dầu 1. Chi tiết thì tôi để ở trên video nha.